của cô. Thiếu Tân, cô, ngươi và ta đã không còn là chủ tớ, không cần bái ta. Cô, 300 năm nay Thiếu Tân ngày ngày đến miệng hang chờ đợi, nhưng không đợi được cô triệu kiến. Cô vẫn còn oán hận Thiếu Tân sao? Ngươi từng đến cửa động đợi ta, mê cốc chưa từng nhắc tới bao giờ. Nhưng mà nói ngươi đã mang thai tháng thứ tư rồi, xem ra tình cảm giữa ngươi và Thủy Quân cũng không tồi ha. Thủy Quân vẫn luôn rất tốt với Thiếu Tân, nhưng Thiếu Tân trước sau vẫn không thể quên được chuyện 300 năm trước. Thiếu Tân, ngươi nên biết ta rất không muốn gặp mặt ngươi. Nhưng tuy ngươi đã làm chuyện có lỗi với ta, dù sao chúng ta cũng từng là chủ tớ. Ngươi muốn gì thì cứ nói đi, ta sẽ cho ngươi một tâm nguyện. Thiếu Tân không muốn gì hết. Vì 300 năm nay Thiếu Tân chỉ mong được cô tha thứ. Dù có qua bao lâu, Thiếu Tân vẫn là người của động hồ ly. Đừng, ngươi đã không còn là người của Thanh Khâu ta nữa. Tâm nguyện này là món quà ta chuẩn bị cho ngươi xuất giá. Ngươi cứ nói đi, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Sau khi ngươi nói xong thì tình nghĩa chủ tớ ta và ngươi cũng hết. Thiếu Tân đoán chắc cô sẽ giận, nhưng tại sao người lại không cho Thiếu Tân một cơ hội chứ? Con và phụ huynh không phải cố ý nghe lén đâu. Phụ huynh nói mẫu thân đang đuổi theo chúng ta, cho nên mới đi theo đường đá dòng lại đây. Đến gần thì thấy vị phu nhân này cùng mẫu thân nói chuyện, con và phụ huynh đành tránh mặt. Người đuổi theo con và phụ huynh chính là gì không đã bảo Ali muốn cùng Ali và phụ huynh về thiên cung, đúng không? Cái gì mà không nỡ, chẳng qua là ta bị lạc đường thôi. Ali nói đúng đó, nàng là mẫu thân nó, nàng không nỡ bỏ chúng ta. Mẫu thân là tốt nhất. Mẫu thân, vậy khi nào chúng ta về thiên cung? Về thiên cung ngày mai về đi. Thật tốt quá, mẫu thân của con sắp về. Người đã lâu rồi không về nhà, có thấy hưng phấn không? Hưng phấn? Mẫu thân, nếu như hai người nói chuyện xong rồi, chúng ta đi thôi. Khoan đã, ta còn có lời muốn nói với cô nương này. Ngươi trở về suy nghĩ cho kỹ coi muốn xin ta ban cho thứ gì. Nghĩ xong rồi thì về Thanh Khâu tìm ta. Tạ cô cô. Con cũng muốn nữa. Trẻ con lấy những tiên khí đó để làm gì chứ? Mẫu Tân. Ngoan. Ta đột nhiên nhớ ra, ta có chút chuyện cần phải giải quyết. Ngày mai gặp lại hai vị nha. Cáo từ. Thiển Thiển, có phải nàng sợ nếu như ngồi chung với hai cha con ta dẫn đến những lời đồn không hay không? Dạ Hoa Quân nghĩ nhiều rồi. Thì ra nàng cũng biết chúng ta có hôn ước, chúng ta không cần phải né tránh gì hết. Hôn ước? Nói đến hôn ước, ngày đó Thiên Quân muốn ta đính hôn với nhị thúc ngươi. Ngươi còn chưa ra đời nữa, trong chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi. Đúng là năm tháng chẳng tha cho ai hết. Cáo từ. Tiên sứ xin dừng bước. Thái tử Điện Hạ, tiểu Điện Hạ, vì tiên sứ này không biết bổn quân đắc tội cô chỗ nào mà lại muốn trút giận vào giường của bổn quân trong ngày đại hỷ của bổn quân. Thủy Quân có nhận nhầm người không vậy? Cô đừng hòng thoát tội,
san hô tinh trong vườn ta tận mắt nhìn thấy. Cơn gió vừa rồi chính là một tiểu tiên áo lục làm ra. Không phải cô muốn thoát là thoát được đâu. Không thể nào đổ tội cho một đứa trẻ con được. Thủy Quân nói vậy thật ra cũng đúng. Chỉ là trước đây tiểu tiên luôn ở trong thập lý đào lâm, đây là lần đầu đi ra ngoài mà lại gây ra quả lớn như thế này. Làm mất hứng của Thủy Quân, còn làm mất mặt thượng thần nhà ta. Mong Thủy Quân đừng trách phạt. Thập lý đào lâm? Cô đến từ thập lý đào lâm sao? Đúng vậy. Vì thượng thần ở thập lý đào lâm chẳng phải... Thượng thần nhà ta đúng là có mấy vạn năm không gặp mặt các vị tiên gia rồi. Lần này đến đây là do Bạch Thiển thượng thần của Thanh Khâu nhờ vả mới có vinh hạnh đến Thủy Tinh Cung này. Bạch Thiển thượng thần? Cô đến cùng tiểu tiên sao? Cô không có tới đây. Vừa rồi khi cô tới thập lý đào lâm chơi không may bị bệnh. Nhưng mà trước đó cô nhận được thiếp mời của Thủy Quân, không muốn làm Thủy Quân mất hứng, cho nên nhờ tiểu tiên đem quà mừng tới đây. Đây là quà mừng của Bạch Thiển thượng thần nhà ta, một viên dạ minh châu, và còn có đào hoa túy mà tự tay quân thượng nhà ta ngâm nữa. Lần này tiểu tiên đến chỉ là để tặng quà mừng mà thôi, nhưng thật không ngờ lại gây ra quả như vậy. Mong Thủy Quân đừng trách phạt. Tiên sứ đến từ phương xa vừa nghênh đón, đó là lỗi của tiểu thần. Tiên sứ không cần tự trách, mời theo tiểu thần đến tiền điện uống rượu. Uống rượu thì không cần, dù gì quân thượng nhà ta cũng không thích ta đi lung tung. Tiên sứ thật khách khí rồi. Thủy Quân khách khí rồi, tiểu tiên xin phép cáo từ. Chẳng qua là chỉ uống rượu, tiên sứ không cần phải e ngại như vậy. Ta chỉ nói dối có một chút thôi. Hơn nữa ta làm vậy để bảo vệ cho cục bột nhỏ của hắn. Hắn có thể nhắm mắt cho qua mà, tại sao cứ nhất quyết chống ta vậy chứ? Thật làm tức chết mà. Tố Tố, nàng thật sự quên ta hay là đang đóng kịch với ta vậy? Thái tử điện hạ, tiên sứ, phía trước chính là đại điện, xin mời. Hôm nay đông quá ha, lắm phải, đẹp lắm, rất đẹp quá ha, rất là đẹp đó. Thái tử điện hạ giá đâu? Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, mời thượng tọa. Xin mời Thủy Quân. Tí ấy
Ngươi có quen công chúa này hả? Quen thì có quen, nhưng con với tỷ ấy không được thân. Dập mời cả nhà. Mời xin mời. Không lẽ Thái tử điện hạ kéo ta tới đây là gì để ngăn Đào Hoa? Rượu ngon hả? Ngăn Đào Hoa cái gì? Thái tử điện hạ, thần Bạo Gan Thai Muội Muội cầu kiến Thái tử điện hạ. Đó, Đào Hoa tới rồi kìa. Nàng hãy chăm sóc Ali, ta ra ngoài một lát. Không để hắn tính đưa ta lên thiên cung thật sao? Mẫu thân muốn đi đâu vậy? Mẫu thân đi tìm phụ quân con, trả con cho phụ quân con. Có phải mẫu thân không yên tâm phụ quân, sợ người bí mật gặp gia nhân nên dùng Ali làm cái cớ? Cái đầu nhỏ của con ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện này hả? Phụ quân con chính trực như vậy, sao có thể bí mật gặp gia nhân? Đi. Dạ. Hôm nay chưa được gặp cô, quả thật đáng tiếc mà. Cô hôm nay không đến, có phải vì đã biết trước Thái tử điện hạ và Bắc Hải thủy quân đều sẽ tới dự? Cô sợ gặp hai vị hôn phu trước sau của mình sẽ khó xử hay không? Có gì mà khó xử? Đại sư huynh, bây giờ không phải là thời điểm tốt để gặp mặt. Hai vị thượng tiên, lâu rồi không gặp. Hôm nay gặp được hai vị thật là vui. Nào, mời vào trong được. Mời vào. Sao mắt của mẫu thân lại đỏ vậy? Mẫu thân lâu rồi chưa tới Thủy Tinh Cung, hơi ẩm ướt cho nên không quen. Vậy chúng ta đi tìm phụ quân đi. Dạ, qua quân đi gặp gia nhân, ta đến gặp hắn thì mất lịch sự quá. Mẫu thân mau đi thôi. Nè, phụ quân con có lẽ không thích bị người khác làm phiền đâu. Mẫu thân mà không tới gặp hai người họ, phụ quân sẽ bị mẫu thanh công chúa cướp mất đó. Con coi, phụ quân con đang ở tuổi tráng kiện, mẫu thanh đó ta thấy cũng đang tuổi xuân thì. Nam nữ trẻ tuổi là mến mộ nhau vốn là chuyện thường tình thôi mà. Người ta đã là quyên ương có đôi thì chúng ta cần gì phải đi phá đám hai người họ chứ, đúng vậy không? Phá nhân duyên người ta vốn là chuyện không tốt hả? Mậu thanh đó có thâm thù đại hận gì với con mà con phải phá người ta chứ? Mẫu thân đang trách Ali sao? Thôi được rồi, cô nương đó tuy đã cứu ta một lần nhưng con cũng cảm ơn cô ta rồi. Nhưng cô ấy cứ tự cho mình là kể từ nay sẽ có một thân phận khác được bên cạnh phụ quân, ở mãi núi Đông Quang túng tật của mẫu thân, bám lấy phụ quân thật đáng ghét. Ơn cứu mạng là chuyện lớn đó, đâu phải con nói một câu cảm ơn là xong chuyện đâu chứ. Cô ta không biết thân phận, cô ta rõ ràng biết phụ quân có tay tự dẫn bám lấy phụ quân, lại còn ở trong phòng của mẫu thân, dùng đồ của mẫu thân, cướp đi phụ quân của mẫu thân. Con vừa mới nói người ở Đông Quang tuấn tật là Tố Cẩm hả? Không phải Tố Cẩm, là mẫu thân người mà. Phụ quân nói năm đó mẫu thân chỉ là người phàm, mẫu thân quen biết phụ quân ở núi Đông Quang tuấn tật đó. Mẫu thân con là người phàm hả? Không phải là Tố Cẩm sao?
Mẫu thân sao lại hồ đồ vậy chứ? Hài nhi là do người sinh ra mà. Thật không ngờ con trai duy nhất của thái tử điện hạ đã do người phàm sinh ra. Nhưng trước giờ con chưa thấy ta, sao lại nhận ta làm mẫu thân của con? Phụ quân chỉ hai bức tranh của mẫu thân treo ở tẩm điện và nhà tranh, y như dáng vẻ lúc nãy của mẫu thân ở Hoa Viên, trên mắt cũng có mảnh vải che lại đó. Hèn chi, phụ quân còn nói sau khi mẫu thân sinh Ali thì nhảy xuống Tru Tiên Đài, còn nói mẫu thân tới phàm giới rồi sẽ trở về thôi. Tru Tiên Đài, thì ra mẫu thân nó năm đó đã bỏ rơi nó, nhảy xuống Tru Tiên Đài, vậy chắc đến xương cốt cũng không tìm thấy. Đứa trẻ này cũng thật là đáng thương. Sao nhìn mẫu thân có vẻ không quan tâm vậy? Có phải trong lòng người đã có người khác nên không cần Ali và phụ quân nữa? Con thấy đó, mẫu thân quả thực có hôn ước với phụ quân con. Nhưng hôm nay mới gặp mặt mà, không thể nói là ta không quan tâm tới hai người. Diện cớ, cha thì sắp lấy mỹ nhân, mẹ lại sắp gả cho người khác. Ali quả nhiên giống ý như tên mình, không được đoàn tụ, phải sống một mình cô độc. Hai người đều không cần Ali, Ali sống một mình là được rồi. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Trời ơi, đừng khóc nữa. Tổ tông ơi, ta là mẫu thân của con, sao có thể không cần con được chứ, có đúng không? Hả? Không sao, không sao, hả? Đừng khóc nữa. Nhưng người không cần phụ quân, nếu người không cần phụ quân sẽ lấy cô Mậu Thanh đó. Phụ quân lấy cô Mậu Thanh, sẽ sinh ra em bé khác, người sẽ không cần Ali nữa. Thôi, đừng có khóc nữa mà, hả? Ta là mẫu thân của con, thì sao lại không cần phụ quân con chứ? Phụ quân là tâm can của ta, là tim ta, là bảo bối mật ngọt của ta, có phải không con? Thật không? Còn thật hơn cả vàng nữa đó. Vậy mẫu thân mau đi theo con đi. Mẫu thân người ra mặt được rồi đó. Để ta nghĩ coi nên ra mặt thế nào đây. Cục bột. Tỷ tỷ là đứa trẻ này gọi ta là mẫu thân. Cảnh tượng trước mắt đây khiến ta không thể cầm lòng được, muốn làm một vài câu thơ. Muội muội nói coi có phải không? Trời thăm thẳm, đất mênh mông, có một nhành hồng hạnh lại muốn xuất tường. Muội muội có thấy hợp cảnh hay không? Nương nương bớt giận, Mậu Thanh không biết nương nương phượng giá quan lâm. Mậu Thanh không dám làm muội muội của nương nương. Mậu Thanh chỉ ái mộ quân thượng, không cầu quân thượng hứa hẹn với Mậu Thanh chuyện gì. Lần này huynh trưởng muốn gả Mậu Thanh đến Tây Hải. Nhị hoàng tử Tây Hải là một công tử chơi bời, Mậu Thanh quả thực không còn cách nào nên mới ra hạ sách dùng vũ đạo ngỏ lời mời. Mậu Thanh chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo quân thượng, là một tỳ nữ hầu hạ quân thượng, không nghĩ chuyện gì khác. Xin nương nương toại nguyện. Nhị hoàng tử Tây Hải mà ngươi nói có phải Diệp Phong? Dạ phải. Người đó chơi bời ra sao? Người nói ta nghe thử. Hắn trước kia ở cung Luân Hư, hắn đúng là một chính nhân quân tử. Nhưng từ khi Mạc Nguyên thượng thần qua đời, hắn về Tây Hải mất đi ý chí, tối ngày uống rượu chơi bời, chọc ghẹo mỹ nhân. Thật là vậy sao? Những gì Mậu Thanh nói đều là sự thật. Chắc là Đông Hải Thủy Quân muốn cô ta được về Dạ Qua nên mới dạy cô ta nói như vậy. Nhìn bộ dạng cô ta là biết đã mê muội thái tử Dạ Qua rồi.
đại sư huynh lấy cô ta cũng không có gì tốt. Cục bột nhỏ, xem ra tấm lòng cô nương này với lại phụ quân của con đúng là nhật nguyệt chứng giám, ta thật sự không thể làm gì đâu. Thôi ta đi đây. Người đừng đi. Vừa rồi mẫu thân còn nói phụ quân là tâm can, là tim, người là bảo bối mực ngọt của người mà. Người khác tới giành phụ quân, người lại để họ giành mất. Người nói mà không giữ lời. Nàng nói ta là tim của nàng, là tâm can, bảo bối của nàng, là mật ngọt của nàng. Tố Tố, nàng đang giả ngốc với ta hay thật sự đã quên ta rồi? Tiêu rồi. Có lẽ thái tử này không biết cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt, lại tâm thần bất ổn nhận ta làm nương tử của hắn. Chàng biết rất rõ mà, cứ bắt ta phải nói ra hết. Đáng ghét. Phụ quân, ngài không đuổi theo mẫu thân sao? Không cần theo, phụ thân biết mẫu thân còn chạy đi đâu. Vậy tối nay chúng ta cần ở đây không? Không, chúng ta tới thập lý Đào Lâm. Thập lý Đào Lâm, phụ quân có dẫn con đi theo không? Phụ quân có chuyện này muốn hỏi Chiết Nhan Thượng Thần. Cuối cùng cũng trốn được hai cha con đó rồi. Đêm nay phải tìm một chỗ dừng chân ở bờ bắc này, ngày mai mới đến phủ của tứ ca đưa rượu. Ali ngủ rồi à? Ngủ rồi. Ngày nào cũng tới giờ hợi là ngủ. Bao năm qua ngươi vừa làm cha vừa làm mẹ, đúng là không dễ dàng gì. Dạ qua vẫn chưa đa tạ Chiết Nhan Thượng Thần đã cứu mạng. Hả? Ta còn tưởng ngươi sẽ không cảm ơn ta nữa chứ. Tại sao? 300 năm trước tuy là ta cứu được ngươi, nhưng lại không làm ngươi thức tỉnh được. Khi đó ngươi nản chí tuyệt vọng, không hề muốn sống. Đã không còn muốn sống thì bây giờ làm sao còn cảm ơn ta? Nhưng mà coi ra bây giờ ngươi lại có ý muốn sống rồi. Nè, thử đi, đào hoa túy đó. Ngươi nói đi, hôm nay ngươi đến đây là vì chuyện gì? Bạch Thiển Thanh Khâu, 300 năm trước ở đại điện Thiên Cung, ta đứng ra định hôn nhân cho hai ngươi. Lúc đó không thấy ngươi hối thúc lời nào, giờ thì thấy có hứng thú rồi sao? Dạ qua có ba điều thắc mắc. Hả? Ba điều gì? Nói ta nghe xem ta có thể giúp ngươi phân ưu không? Mắt của Bạch Thiển tại sao lại sợ ánh sáng mạnh như vậy? Đã từng bị thương hay sao? Đó là bệnh tật từ ở trong bụng mẹ. 300 năm trước, sau trận đại chiến của nàng ấy với lại Kình Thương, bị thương rồi hôn mê trong nhiều năm, có phải là thật không? Đương nhiên là thật rồi, Tứ Hải đều biết mà. Sao hả? Ngươi không tin sao? Ngươi coi lão Phượng Hoàng ta lớn bằng này tuổi đầu rồi, sao lại đi lừa một hậu bối như ngươi được chứ? Là thật đó, thật đó, cứ tin ta đi. Nhìn thái độ của Chiết Nhan Thượng Thần không giống như đang nói dối. Trừ khi... Không đâu,
Cho dù mọi thói quen có sự trùng hợp, nhưng vết sẹo sẽ không thể giả. Vết sẹo do hồng liên nghiệp quả để lại không ai có thể xóa đi được. Vậy còn chuyện thứ ba thì sao? Nàng ấy có quên chuyện gì không? Làm sao mà ngươi biết được? Nàng mất ký ức sao? Không phải vậy, không có mất ký ức. Chỉ là do nó đã ngủ mấy năm liền, dù có xảy ra chuyện gì nó cũng không biết. Sao ngươi lại nghĩ nó bị mất ký ức chứ? Là ta nghĩ nhiều. Tiểu tử này có phải đã biết được chuyện gì không? Không lẽ hắn là người mà Bạch Thiện muốn quên đi? À đúng rồi, dạ qua, ta cũng có câu hỏi muốn hỏi ngươi. Mời thượng thần nói rõ. Từ lần đầu ta gặp ngươi thì ngươi vẫn luôn mặc bộ y phục màu đen tuyền này, cho đến bây giờ cũng như vậy. Làm ta cảm thấy rất tò mò, một người trẻ tuổi như ngươi sao lại thích màu sắc nặng nề tối tăm như vậy chứ? Màu đen này đúng là cũng không được đẹp lắm, nhưng lại rất dễ dùng. Nếu ngày nào đó ta bị chém một đau, sẽ thấy máu thấm ra y phục, người khác nhìn cũng không thấy, sẽ nghĩ là ta mới té xuống nước thôi. Người khác không nhìn ra cũng tốt, kẻ địch cũng không thể nào hí hửng vui mừng vì đã làm ta bị thương. Còn người thân bên cạnh cũng không vì chuyện này mà thấy lo lắng đau lòng. Về điểm này ngươi rất giống với Mạc Uyên. Quân thượng, chàng tỉnh rồi à? Giờ là canh mấy rồi? Chàng mới ngủ có nửa canh giờ thôi. Nam nhân dực giới các chàng tửu lượng đều tốt vậy sao? Người khác thì ta không biết, nhưng tửu lượng của ta đã được luyện suốt 7 vạn năm qua rồi. Quân thượng đừng mang vẻ mặt đau buồn đó nữa. Hai ta đã có duyên như vậy rồi thì nên ra dáng chúng ta là phu thê mới đúng. Trong mắt chàng có ta, trong tim cũng nên có ta. Cánh rừng này tuy không bằng khu rừng của Chiết Nha, nhưng cản gió cũng khá tốt. Ngủ tạm một đêm ở bụi cỏ này vậy.
Ta là người Thiên tộc. Mở to mắt của ngài ra nhìn cho rõ đi. Ta là Bạch Thiển Thanh Khâu. Ngài là Bạch Thiển Thanh Khâu sao? Vậy năm đó nè. Năm đó chỉ vì phải lên Côn Luân Hư học nghệ nên mới che giấu thân phận cửu vĩ hồ tộc. Dực Quân đã nhắc tới chuyện năm xưa, vậy chúng ta cùng nói xem. Năm đó Dực Quân bỏ ta đi chọn quyền nữ cô nương, dùng 4 con kỳ lân rước cô ta về cung, liên tục ăn mừng 9 ngày. Chuyện này có thật không? Đừng nhắc tới cô ta. Không lẽ nàng không đau buồn chút nào hay sao? Tại sao nàng không nói ta biết mình là hồ tộc? Năm đó ta đã buồn một khoảng thời gian, nhưng giờ đã không nhớ gì nữa. Nếu Dực Quân đã yêu quyền nữ thì chắc là đã yêu con người tính nết của cô ta, chứ không phải yêu là gì có gương mặt giống như ta. Ân oán tình thù của ta và Dực Quân đã chấm dứt, nói hay không cũng vậy thôi. Từ không, ta biết là nàng rất hận ta. Hận ta năm đó không đưa miếng ngọc cho nàng để nàng đi cứu người. Sau đó ta rất hối hận. Ta lên Cung Luân Hư tìm nàng. Họ nói nàng đã mang tiên thể Mặc Quyên đi rồi. Thần tiên! Nhìn ngươi vẫn không thay đổi gì hết, dáng vẻ vẫn cứ như trẻ con vậy. Dực Quân, chuyện của 7 vạn năm trước chỉ là một món nợ hồ đồ, Dực Quân không cần phải ghi nhớ. Nay đã có giai nhân trong lòng, không cần nhớ tới những chuyện trước kia nữa. Cáo từ. Tư Âm, Tư Âm, Tư Âm. Tư Âm, nàng đi như vậy, ta biết tìm nàng ở đâu đây? Ta biết làm sao tìm nàng đây? Quân thượng, quân thượng, lúc nãy vị tiên nữ đó cũng là hồng nhan tri kỷ của chàng sao? Tránh ra. Quân thượng, chuyện lúc nãy hai người nói ta đều nghe hết rồi. Đó chẳng qua là nhân duyên trước đây của chàng mà thôi. Hết rồi thì thôi đi. Quân thượng thích tiên nữ, ta không phải là tiên nữ sao? Tiên nữ? Không lẽ cô cũng muốn theo ta vào Đại Tử Minh Cung? Cô có biết là thần tiên các người sống lâu ở vực giới sẽ bị tổn thọ, và cô có biết là đứa trẻ mà thần tiên các người sinh ra ở Đại Tử Minh Cung không bệnh mà chết mà? Quân thượng, quân thượng, cô muốn vào thiên cung thật sao? Đó là nguyện vọng cả đời của mẫu thanh, xin quân thượng toại nguyện. Nếu cô đã quyết định, ta sẽ nói Thiên Xu đưa cô vào cung. Lúc nào cô đã nghĩ thông suốt rồi thì cứ rời khỏi đó. Nô tỳ đa tạ quân thượng.
Phụ quân, đây là chỗ mẫu thân đã ở mười mấy vạn năm đó hả? Đúng vậy. Hay, thật không ngờ mẫu thân lại lớn hơn phụ quân nhiều như vậy. Chắc phụ quân tiếc lắm, không được ở cạnh mẫu thân từ nhỏ. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, con cô của tôi không có trong động hồ ly. Ta biết mà, nàng ấy chưa về đâu. Vậy điện hạ có biết cô đi đâu hay không vậy? Lúc ở Đông Hải nàng ấy đã bỏ trốn. Trốn hả? Vậy cô đắc tội với ai hay sao? Không thể nào, cô chịu đựng mười mấy vạn năm nay cũng đã thành thượng thần. Trong tứ hải đâu có ai cô phải sợ. Tại sao phải trốn làm gì? Ta còn có chút việc phải làm, ta tạm để Ali ở đây. Tiểu Thiên Tôn? Không được đâu, không được đâu. Sao ta có thể trông được Tiểu Thiên Tôn chứ? Ta chỉ trông lắm, cho ta một ly trà, hai cuốn sách là được. Mẫu thân ta thường ngày thấy đọc gì, lấy hết cho ta đi. Tiểu điện hạ đừng có đùa nữa mà. Lúc ca ca bằng tuổi người đã đến động hồ ly rồi, trước giờ chưa từng rời khỏi Thanh Khâu. Sao ta biết được mẫu thân của người thích đọc cái gì kia chứ? Bạch Thiển Thượng Thần chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân thích xem cái gì, ta xem cái đó. Hả? Ngày trước đốt y phục của Tố Tố, ngọn lửa đã biến thành màu xanh mà nàng ấy thích. Nếu như màu xanh, đúng là màu xanh. Sao con vẫn chưa chịu từ bỏ nữa? Tại sao cái đèn này không phải là con không còn món đồ gì của Tố Tố hay sao? Ê, khó khăn lắm con mới tìm được đồ của cô ta, sao lại thổi tắt chứ? Không cần nữa đâu. Không cần nữa? Con đã tìm thấy nàng ấy. Tìm thấy nghĩa là sao chứ? Không lẽ người phàm đó nhảy xuống Chu Tiên Đài mà vẫn chưa chết hay sao? Không thể nào, trừ phi người nhảy xuống không phải là cô ấy. Cũng không phải. Con kín miệng làm gì, có gì thì mau nói ra đi, con làm ta bực mình quá đó. Đèn kết phách này đã cháy sáng suốt 300 năm bất kể ngày đêm, cũng không thể kết ra được chút hồn phách nào. Là vì Tố Tố không hề hồn bay phách tán, chỉ là đã quên đi con thôi. Không có hồn bay phách tán sao? Người phàm nhảy xuống Chu Tiên Đài thì làm sao mà không chết được, trừ khi cô ta là thần tiên. Ý con nói cô ta là thần tiên sao? Đúng vậy. Là thần tiên phương nào? Chẳng lẽ chưa từng lên thiên cung? Nàng chính là nữ quân Thanh Khâu, Bạch Thiển Thượng Thần. Con nói cái gì? Chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết. Con còn hai chuyện nữa chưa nghĩ thông suốt. Tại sao lúc đó trên người nàng lại không có chút tiên khí nào hết, còn lưu lạc tới Đông Quan? Tại sao bây giờ lại quên mất con? Đợi tam thúc bình tĩnh lại đã. Tao phải nghĩ lại. Đi đâu đó? Con đi tìm Đông Hoa Đế Quân. Ngài ấy biết rõ chuyện kình thương phá chuông 300 năm trước. Con đi một chuyến đến Thái Thần Cung, phiền tâm thuốc các đèn kết phách giúp con. Tố Tố chính là Bạch Thiển, Bạch Thiển chính là Tố Tố. Vậy không phải năm đó đã phí công hay sao chứ? Sớm biết là cô ta, cứ vậy là xong rồi, tứ hải cũng đến chúc mừng rồi. Thái tử điện hạ tới tìm đế quân sao? Đúng vậy. Đế quân xuống phàm trần lịch kiếp rồi sao? Dạ, người đã đi rồi. Người vẫn luôn đi theo đế quân,
có rõ chuyện 300 năm trước Kình Thương phá chuông hay không. Nhưng chuyện này không phải đã giải quyết rồi hay sao? Bạch Thiển Thanh Khâu, cô cô đã phong ấn Kình Thương, sau đó bị thương ngủ rất nhiều năm. Không có gì khác sao? Những chuyện khác Tiểu Tiên không được rõ cho lắm. Được, ta biết rồi. Dân sinh, cô đã nhiều năm không đến đây rồi. Lần này cô đến thật không may. Tất Phương Điểu làm loạn đã bay đi mất rồi. Hôm qua Tứ Thúc đã ra ngoài tìm nó. Nếu cô không chê bai thì hãy để dân sinh thay chủ nhân tiếp đãi cô nha. Đúng thật là có hứng thú mà, ngày nào cũng theo đuổi một con chim. Con đã quen rồi. Cô, chúng ta mau vào trong đi. Đợi đã. Ta thấy bộ dạng ngươi có chút kỳ lạ đó. Không lẽ nhị ca ta đã tới rồi sao? Cô đúng là đoán diệt như thần. Sáng sớm nhị thúc đã đến rồi, mặt đanh lại. Không thấy con ở ngoài phủ đợi chủ nhân sao? Con thật không dám ở trong phủ. Thôi ta phải đi trước đây. Tiểu Ngũ, vào trong đi. Nhị ca. Vào thôi. Cô đi sớm chắc vẫn chưa ăn bữa sáng. Dân xin đi làm bữa sáng cho cô nha. Tiểu Cửu đâu? Mấy ngày trước còn ở trong động hồ ly của muội nấu cơm. Nói gì đông qua, đã làm cho không ít chuyện mất hết thể diện rồi. 300 năm trước quay về phủ của ta, bị ta treo lên đánh 2 lần thì mới chịu ngoan ngoãn. Nếu như nó ở phủ của muội thì canh chừng nói cho ta. Nhị ca yên tâm, muội nhất định sẽ trói nó ở động hồ ly Thanh Khâu, không để cho nó ra ngoài gây chuyện làm mất mặt đâu. Nhưng còn ơn nghĩa cứu mạng của Đông Hoa Đế Quân, xin nhị ca yên tâm, ân tình Tiểu Cửu nợ Đông Hoa Đế Quân sẽ do Thanh Khâu nhận. Muội thân là cô sẽ trả giúp, nhất định không để nghiệt căn khó lắm bé dứt của nha đầu Tiểu Cửu lại có dịp sinh thêm cành non. Đông Hoa Đế Quân này vốn là thần tiên được sinh ra từ hòn đá, không biết yêu, cũng không để việc gì trong lòng, nên không có chuyện gì đâu. Tốt. Sao đột nhiên muội lại tới Bắc Quan chứ? Vừa đúng dịp đầy tháng con của Thủy Quân đó mà. Thủy Quân gửi thiệp tới Thanh Khâu, cha mẹ lại đi du ngoạn mất rồi, muội ở nhà cũng chán nên mới đi dự tiệc thôi. Đông Hải ở phía đông, nếu muội về Thanh Khâu thì nên đi Đông Hoàng chứ. Quỳnh không nói muội cũng quên mất, là tứ ca dặn muội tới chỗ Chiết Nhang lấy cho 2 bình đào hoa túy nên muội mới đem tới đây thôi. Chiết Nhang này. Vậy muội xuống phòng ăn trước ha. Cô không dùng bữa sáng sao? Ta đi đây. Đây là đào hoa túy của tứ ca ta. Đúng rồi cô. Lúc nãy con nghe trộm được. Cô tới Đông Hải dự yến tiệc hả? Đi rồi. Nghe nói Thái tử Điện Hạ cũng tới. Cô có gặp Thái tử Điện Hạ chưa? Ta gặp rồi. Năm đó Thái tử Điện Hạ xuống Bắc Quan dẹp loạn, dân sinh may mắn được mang bản đồ Bắc Quan tới cho Thái tử Điện Hạ. Phong thái của Thái tử Điện Hạ thật sự khiến dân sinh cả đời không quên được. 300 năm trước ngươi chẳng qua vẫn là một tiểu tiên đồng, làm sao nhớ rõ ràng như vậy được chứ? Không giấu cô, dân sinh thích nhất nghe người khác kể về Thái tử Điện Hạ đó. Cô cũng biết
tứ hải bát quan xảy ra chiến sự đã được mấy vạn năm, chỉ cần thái tử điện hạ ra tay là đánh bọn chúng tan tác hết. Nếu như sau này cô thành thân với điện hạ, người đừng quên đưa dân sinh theo nha. Ta đi trước đi, hầu hạ chu đáo vị đang ngồi ở trong đó đi.